Chánh văn. Phật tử Đại Bồ Tát hủy hoại thân mình chảy máu để bố thí cho chúng sinh, như Bồ Tát Pháp Nghiệp, Bồ Tát Thiện Ý Vương và vô lượng các Bồ Tát khác. Ở trong các cõi, khi bố thí thân thể máu huyết thì khởi tâm thành tựu nhất thiết trí, khởi tâm hoan hỷ ngưỡng mộ Đại Bồ Đề, khởi tâm ưa thích tu hạnh Bồ Tát, khởi tâm chẳng lấy thọ khổ, khởi tâm ưa thấy người sinh, khởi tâm chẳng hiềm người đến sinh, khởi tâm hướng về tất cả Bồ Tát Đạo, khởi tâm thủ hộ hạnh xã của tất cả Bồ Tát, khởi tâm tăng thêm rộng lớn hạnh bố thí lành của Bồ Tát, khởi tâm chẳng thối chuyển, tâm chẳng nghỉ ngơi, tâm chẳng luyến tiếc nơi chính mình. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát Ngài hủy hoại thân thể của mình, lấy máu bố thí cho chúng sinh cần máu. Hiện nay các nơi đều có những chỗ cho máu, để cung cấp máu cho những người thiếu máu, giống như hoại thân lấy máu bố thí cho chúng sinh. Bất quá thuở xưa công cụ y liệu không tiến bộ, hoại thân lấy máu là người phải có tinh thần hy sinh không sợ hãi, Bồ Tát mới làm được, như Bồ Tát Pháp Nghiệp, Bồ Tát Thiện Ý Vương. Còn có nhiều Bồ Tát khác đều đã thực hành qua sự bố thí này. Vị Bồ Tát này khi Ngài ở trong sáu nẻo hoại thân bố thí máu, thì Ngài phát khởi thắng tâm vô lượng làm công đức bố thí này, hy vọng thành tựu nhất thiết trí huệ, dùng tâm hoan hỷ, ngưỡng mộ Bồ Đề giác đạo, chân thành ưa thích tu học hạnh Bồ Tát. Ngài tự nguyện thực hành sự bố thí này, tuyệt đối không cho rằng là thọ khổ, sinh khởi tâm hoan hỷ thấy có người đến xin máu của Ngài, tuyệt đối chẳng sinh tâm hiềm chán đối với người xin, sinh khởi tâm hướng về cầu Bồ Tát Đạo, lại sinh khởi tâm thủ hộ hành bố thí đại hỷ đại xã của các vị Bồ Tát, lại sinh khởi tăng thêm rộng lớn tâm bố thí của Bồ Tát, khiến cho càng ngày càng tăng trưởng rộng lớn đến tận cùng hư không khắp pháp giới. Đủ thứ tâm thù thắng như vậy, tuyệt đối chẳng thối chuyển, tuyệt đối chẳng nghỉ ngơi, tuyệt đối cũng chẳng luyến tiếc lợi ích của chính mình mà sinh tâm ích kỷ. Chánh văn. Đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thành tựu pháp thân trí thân, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân không mệt mỏi giống như kim can, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân không thể hoại, không thể làm thương hại được, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân như biến hóa hiện khắp thế gian chẳng cùng tận, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân đáng ưa thích, thanh tịnh kiên cố vi diệu, nguyện cho tất cả chúng sinh được sinh thân pháp giới đồng với Như Lai không chỗ nương tựa. Giảng giải. Bồ Tát đem đủ thứ căn lành hồi hướng cho chúng sanh như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được viên mãn Bồ Đề, chu khắp pháp giới thành tựu thanh tịnh pháp thân, trí chứng các pháp thật tướng, thông đạt vô ngại, thành tựu thân trí huệ vô thượng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân thể vĩnh viễn không mỏi mệt, kiên cố giống như Na La Diên. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân kim cang bất hoại, đau thương kiếm mát đều không thể làm thương hại đến nhục thân của họ được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân thể trăm ngàn ức biến hóa, thị hiện khắp thế gian chẳng cùng tận. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân thể thanh tịnh tốt đẹp, viên mãn kiên cường, khiến cho chúng sinh gần gũi, khiến cho chúng sinh sinh tâm hoan hỷ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được sinh thân tận hư không biến pháp giới, đồng như pháp thân của Phật, không cần nương tựa bất cứ chỗ nào. Chánh văn. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân quang minh như báu đẹp, tất cả người đời không thể chói sáng hơn được. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân trí tạng hải, nơi cõi bất tử mà được tự tại. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân bảo hải, ai thấy cũng đều được lợi ích,
không luống qua. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân hư không, thế gian não hoạn, không thể nhiễm trước. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát. Ngài dùng tâm đại thừa, tâm rộng lớn, tâm vui mừng, tâm hân hạnh, tâm hoan hỷ, tâm tăng thượng, tâm an lạc, tâm không ô trược, để hoại thân lấy máu bố thí. Giảng giải: lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân thể như dạ minh châu, quang minh chiếu sáng mười phương. Trên thế giới chẳng có ai sáng hơn quang minh đó được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân trí huệ bảo tạng, thâm sâu như biển cả, nơi cõi bất tử, Bồ Tát ngộ nhập vào các pháp thật tướng, chứng được cảnh giới niết bàn, tất cả giải thoát được tự tại. Cho nên Ngài cũng nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân tự tại như vậy. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân như bảo hải, tùy tâm sở dục, có thể ở trong thân của Ngài xuất hiện nhiều thứ báo, khiến cho người thấy được Ngài đều đắc được lợi ích, không luống qua. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân như hư không, hết thảy phiền não và hoạn nạn trên thế gian tuyệt đối không nhiễm trên thân của Ngài. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát. Khi Ngài hoại thân lấy máu bố thí cho chúng sinh, Ngài dùng tâm Đại Thừa Bồ Tát, tâm thanh tịnh không nhiễm, tâm rộng lớn vô biên, tâm hân hoan khoái lạc, tâm hân hạnh minh bạch pháp môn bố thí, tâm hoan hỷ, tâm tăng trưởng trí huệ hướng thượng, tâm an ổn khoái lạc, tâm không ưu trược, dùng đủ thứ tâm thắng diệu như vậy để bố thí. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát thấy có người đến cầu xin thân tủy thịt của mình, liền hoan hỷ, nói lời dịu dàng với người xin rằng: thân tủy thịt của tôi tùy ý lấy dùng, như Bồ Tát Nhiêu Ích, Bồ Tát Nhất Thiết Thí Vương và vô lượng các Bồ Tát khác. Giảng giải: các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát nếu thấy có người đến cầu xin Ngài tủy và thân thịt, thì Ngài rất hoan hỷ, lập tức hòa nhan diệt sắc với người đến cầu xin, hiện ra dáng vẻ rất vui mừng, dùng lời nói dịu dàng nói với họ rằng: thịt và tủy trên thân của tôi đây, tùy ý ông hoan hỷ dùng bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Giống như thuở xưa, Bồ Tát Nhiêu Ích, Bồ Tát Nhất Thiết Thí Vương và còn có vô lượng các Đại Bồ Tát khác, các ngài đều đã từng thực hành đại bố thí thân thịt cốt tủy này để cứu chúng sinh. Trước kia, có vị Thái tử Nguyệt Quang có xe một mình tự đi du hành, ở giữa đường gặp một người nghèo khổ, mình đầy ghẻ lở, ông ta ngăn cản xe của Thái tử và nói với Thái tử rằng: mình tôi sinh ra chứng bệnh này, rất là đau khổ và phiền não. Thái tử, Ngài thật là hạnh phúc, một mình tự cởi xe đi du hành. Ngài có thể phát tâm đại từ, thương xót tôi, trị cho bệnh của tôi được lành chăng? Thái tử nghe rồi, bèn đi hỏi rất nhiều danh y. Bác sĩ nói, chứng bệnh đó là do tâm sân hận nặng mà sinh ra, và lấy cốt tủy của người nào mà từ nhỏ đến lớn chưa từng sinh ra một chút tâm sân hận, thoa lên thân bệnh ghẻ của người đó và còn uống máu và tủy của người đó thì mới khỏi được. Thái tử nghe xong trong tâm suy nghĩ, đến đâu để tìm người như thế đây? Ai có thể không tiếc thân thể của mình ngoại trừ chính ta đây? Do đó lập tức sai Diên Đà La lóc thịt đập xương, lấy tủy thoa lên cho bệnh nhân và lấy máu cho uống. Chánh văn: Bồ Tát ở trong các cõi, đủ thứ các nơi sinh ra, khi dùng tủy thịt của mình bố thí cho người sinh, thì tâm hoan hỷ rộng lớn, tâm bố thí tăng trưởng, đồng với các Bồ Tát tu tập căn lành, lìa trần cấu của thế gian, đắc được ý chí vui thích thâm sâu, dùng thân bố thí khắp, tâm chẳng cùng tận, đầy đủ vô lượng căn lành rộng lớn,
nhiếp thọ tất cả diệu công đức bảo, như pháp của Bồ Tát, thọ hành không nhàm mỏi, tâm thường ưa thích bố thí công đức, một lòng chu cấp, tâm chẳng hối tiếc, quán sát các pháp đều từ duyên không có thể, không tham nghiệp bố thí và quả báo bố thí, tùy chỗ được gặp, bình đẳng bố thí cho. Giảng giải: Bồ Tát ở trong sáu nẻo thọ sinh trong các loài, chỉ cần có chúng sinh cầu xin Ngài tủy thịt, thì Ngài lập tức bố thí cho. Khi Ngài bố thí cho người, thì tâm tràn đầy sự hoan hỷ, tâm cảnh rộng lớn, tâm bố thí cũng càng ngày càng tăng trưởng. Đồng với các vị Đại Bồ Tát trong quá khứ tu tập pháp môn bố thí, căn lành tích tụ cũng đồng đều. Do đó, Ngài xa lìa tất cả trần cấu của thế gian, đắc được trí huệ thâm sâu, lập định tín nguyện của mình, cảm được pháp lạc chân thật, đem thân thể của mình và ngũ tạng lục phủ bố thí khắp cho chúng sinh cần, tâm thương nhớ chúng sinh hành bố thí nội tài ngoại tài, vĩnh viễn chẳng ngừng nghỉ, dùng công đức bố thí đó đầy đủ vô lượng căn lành rộng lớn, có thể nhiếp thọ tất cả thắng diệu công đức bảo. Pháp môn tu hành đều hợp với pháp môn của Bồ Tát tu, tâm thọ thân trì, cung hành thực tiễn, chưa từng sinh tâm mỏi mệt, trong tâm đều hoan hỷ làm công đức bố thí. Tâm của Ngài chẳng có ý niệm nào khác, chỉ chuyên tâm nhất ý chu cấp cho chúng sinh. Chúng sinh cần gì thì Ngài chu cấp cái đó. Nội tài, ngoại tài, người khác khó xả mà Ngài đều xả được, chưa từng sinh tâm hối tiếc. Bồ Tát thường suy gẫm quán sát các pháp, thấu đạt các pháp thật tướng, minh bạch tất cả các pháp đều từ duyên mà sinh, chẳng có bản thể của nó. Tuy nhiên, bố thí có đức, nhưng Bồ Tát không tham, cũng không chấp trước công đức bố thí đó, càng không tính toán tương lai thu hoạch được quả báo gì. Hoài bảo của Ngài là thái độ hành sở vô sự, rất là tự tại. Ngài tùy thời tùy lúc, khi gặp cơ hội bố thí, thì Ngài không lựa chọn đối tượng bố thí, chẳng phân biệt kẻ gần người xa, chẳng nhớ ác xưa, cũng chẳng ghét kẻ ác, một luật bố thí bình đẳng. Chánh văn: Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí như vậy thì tất cả chư Phật thảy đều hiện tiền. Ngài nghĩ chư Phật như cha, vì được hộ niệm, tất cả chúng sinh thảy đều hiện tiền, vì khắp khiến cho được an trụ nơi pháp thanh tịnh. Tất cả thế giới thảy đều hiện tiền, vì nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật. Tất cả chúng sinh thảy đều hiện tiền, vì dùng tâm đại bi cứu hộ khắp. Tất cả Phật đạo thảy đều hiện tiền, vì ưa quán mười thứ lực của Như Lai. Quá khứ vị Lai hiện tại tất cả Bồ Tát thảy đều hiện tiền, vì đều cùng viên mãn các căn lành. Tất cả không sợ hãi thảy đều hiện tiền, vì làm được sư tử hống tối thượng. Tất cả ba đời thảy đều hiện tiền, vì được trí bình đẳng quán sát khắp. Tất cả thế gian thảy đều hiện tiền, vì phát nguyện rộng lớn, suốt kiếp vị lai tu Bồ Đề. Tất cả hạnh Bồ Tát không mệt mỏi thảy đều hiện tiền, vì phát tâm rộng lớn vô số lượng. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, khi Đại Bồ Tát hành bố thí thân thịt cốt tủy, thì mười phương chư Phật cùng lúc đều hiện ra ở trước Ngài, khen ngợi Ngài rằng: Thiện nam tử, đó mới là bố thí vô thượng. Lúc đó Bồ Tát thấy được chư Phật, tâm nghĩ mình cũng giống như người con đi du hành đã lâu nay gặp lại cha. Đó tức là tâm đại từ bi của Bồ Tát, xả thân cứu chúng sinh. Vì đắc được cảm ứng chư Phật hộ niệm, tất cả chúng sinh cũng đều hiện tiền. Vì Bồ Tát khiến cho khắp tất cả chúng sinh đều an trụ ở trong Phật pháp thanh tịnh, tất cả thế giới đều hiện tiền,
vì Bồ Tát đã từng can nghiêm tất cả cõi Phật. Lại nữa, tất cả chúng sinh đều hiện tiền, vì Bồ Tát chưa từng tiếc thân mạng khắp cứu hộ họ. Tất cả Phật đạo đều hiện tiền, vì Bồ Tát đã từng dũng mãnh tinh tấn, chí ưa quán sát 10 thần lực không thể nghĩ bàn của Phật. Tất cả Bồ Tát trong 3 đời cùng lúc đều hiện ra ở trước, vì trong quá khứ các ngài đã từng tu hạnh Bồ Tát với nhau, đồng thời viên mãn đủ thứ căn lành. Tất cả sử sự không sợ hãi thảy đều hiện ra ở trước, vì Bồ Tát đã từng ở trong các cõi rộng làm sư tử hống. Sư tử hống là đánh trống pháp lớn, thổi loa pháp lớn, hoằng dương chánh pháp, giáo hóa chúng sinh. Tất cả 3 đời thảy đều hiện ra ở trước, là nói tất cả chư Phật, các Bồ Tát, tất cả đủ loài chúng sinh trong 3 đời, đồng thời hiển hiện ra ở trước. Làm gì Bồ Tát đã đạt được cảnh giới chuyển tức thành trí, đắc được diệu quán sát trí bình đẳng, đủ loài chúng sinh trên thế gian thảy đều hiển hiện ra. Làm gì Bồ Tát đối với những chúng sinh đó, khiến cho họ sinh tâm đại bi, phát tâm nguyện rộng lớn. Ngài nói, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, suốt tất cả kiếp vị lai, tôi phải siêng tu Bồ Đề giác đạo, cứu bạc tất cả chúng sinh. 10 phương 3 đời các Bồ Tát, khi các ngài tu hạnh Bồ Tát, chưa từng có vị nào sinh tâm mỏi mệt nhàm chán, cũng đều hiển hiện ra ở trước, vì đó đây đều đã từng phát tâm Bồ Đề rộng lớn vô số lượng. Chánh văn: Phật tử, khi đại Bồ Tát bố thí tủy và thịt thì đem căn lành đó hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh được thân kim cang không thể hủy hoại, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân kim mật luôn không khuyết giảm, nguyện cho tất cả chúng sinh được ý sinh thân giống như thân Phật trang nghiêm thanh tịnh, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân tướng trăm phước, 32 tướng tự trang nghiêm, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân diệu trang nghiêm, 80 vẻ đẹp đầy đủ 10 lực không thể phá hoại được, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân Như Lai rốt ráo thanh tịnh không thể hạn lượng, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân kiên cố, tất cả ma quán không thể phá hoại được, nguyện cho tất cả chúng sinh được nhất tướng, đồng một thân tướng với chư Phật 3 đời, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân vô ngại, dùng tịnh pháp thân khắp cõi hư không, nguyện cho tất cả chúng sinh được Bồ Đề tạng thân, có thể dung nạp khắp tất cả thế gian. Đó là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát cầu nhất thiết trí khi ngài bố thí tủy và thịt, vì khiến cho chúng sinh đều được thân Như Lai rốt ráo thanh tịnh vô lượng. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, khi đại Bồ Tát ngài bố thí cốt tủy và thân thịt thì đem căn lành của ngài tu bố thí đối với chúng sinh hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thân kim cang bất hoại, không thể nào bị vật bên ngoài phá hoại được. Thân kim cang tức là thân vô lậu, chẳng có tất cả tập khí mau bệnh, không thể lậu vào 3 đường ác. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân kiên mật, 6 căn thông minh danh lợi, thân tâm khỏe mạnh, chẳng có chút thiếu khuyết nào, tứ chi ngũ quan lục căn đều viên mãn đầy đủ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được ý sinh thân không thể nghĩ bàn, tùy theo ý niệm mà đến khắp 3000 thế giới, chẳng bị tất cả sự trở ngại. 3000 thế giới cũng không ngoài một niệm, giống như pháp thân của Phật đầy khắp hư không, tùy nơi hiện ra thân thanh tịnh trang nghiêm. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân tướng tốt trăm phước, có 32 tướng giống như thân Phật tự trang nghiêm thân. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân 80 vẻ đẹp trang nghiêm di diệu không thể tưởng tượng được,
đồng thời đầy đủ 10 lực, không thể phá hoại được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân giống như Phật, thanh tịnh, không có văn tự nào có thể so sánh được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân kiên cố nhất, tất cả ma vương và quán địch không cách chi phá hoại được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân nhất tướng. Nhất tướng tức là tất cả tướng. Thân tướng có thể uyển hóa 100.000 ức, đồng với chư Phật 3 đời. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân không bị tất cả hình thể sắc tướng trở ngại được, có thể hợp nhất với khí vật, dùng pháp thân thanh tịnh khắp cùng hư không pháp giới. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân giống như Bồ Đề giác đạo, có thể dung nạp khắp 10 phương thế giới, cũng có thể hiển hiện tất cả chúng sinh thành chánh giác ở trong thân của Ngài. Đó là hồi hướng căn lành, vì cầu nhất thiết trí huệ của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí cốt tủy và thân thịt cho chúng sinh, hy vọng khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được thân chân thật thanh tịnh vô lượng giống như chư Phật. Thân Phật là một nhiều vô ngại, vì tiếp dẫn chúng sinh tùy loại mà hóa thân, cho nên nói Phật có 100.000 ức hóa thân, hoặc nói thân vô tận. Ở trong kinh điển ghi có 10 thân viên mãn. 1. Dưới cội Bồ Đề, hàng ma thành đạo là Bồ Đề thân. 2. Bổn nguyện độ sinh, thù dân hàng tích làm nguyện thân. 3. Phổ ứng quần cơ, tùy loại hiện hóa làm hóa thân. 4. Thần lực nhậm trì, toàn thân bất hoại làm lực trì thân. 5. Vi trần tướng hải, trang nghiêm thật báo làm trang nghiêm thân. 6. Quay đức quảng đại, ma ngoại quy phục làm quay thế thân. 7. Ý có chỗ đến thì thân liền đến làm ý sinh thân. 8. Phước đức đầy đủ như biển, tròn khắp làm phước đức thân. 9. Pháp tính thanh tịnh, chu khắp pháp giới làm pháp thân. 10. Diệu trí viên minh, thông đạt vô ngại làm trí thân. Điều gọi là 2 thân, 3 thân, 10 thân, 100.000 ức thân. Thật tức là một pháp giới thân, cùng làm duyên khởi. Tướng tức tướng nhập, triển chuyển vô ngại, tổng làm một nhiều vô ngại pháp giới thân. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát đem tim mình bố thí cho những người đến xin, như Bồ Tát Vô Hối Yểm, Bồ Tát Vô Ngại Vương và vô lượng các Đại Bồ Tát khác. Khi đem tim mình bố thí cho người xin, thì Ngài học tâm bố thí tự tại, tu tâm bố thí tất cả, tâm tập hành đàn ba la mật, tâm thành tựu đàn ba la mật, tâm học tất cả Bồ Tát bố thí, tâm vô tận tất cả đều xả, tâm tập quán tất cả đều bố thí, tâm gánh giác hành bố thí của tất cả Bồ Tát, tâm chánh niệm tất cả chư Phật hiện tiền, tâm cúng dường cho tất cả những người đến xin không đoạn tuyệt. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát, Ngài đem tim của mình bố thí cho người đến xin. Như thuở xưa có vị Bồ Tát Vô Hối Yểm, Bồ Tát Vô Ngại Vương và vô lượng các vị Đại Bồ Tát khác. Các ngài đều đã từng thực hành đại bố thí khó làm mà làm được. Khi Bồ Tát đem tim mình bố thí cho người xin, thì Ngài buông xả vạn duyên, tâm của Ngài rất tự tại. Ngài tu tâm bố thí tất cả, học tập đàn ba la mật, tâm bố thí đến bờ kia, tâm thành tựu bố thí độ, tâm học tập các Bồ Tát quá khứ tu bố thí, tâm bố thí vô tận, tất cả trong ngoài đều thí xả được. Tâm tập quán dưỡng thành quan hỷ bố thí, tâm gánh giác trách nhiệm hạnh bố thí của tất cả Bồ Tát, tâm chánh niệm chư Phật thường hiện tiền, tâm bố thí đối với tất cả những người đến cầu xin, thảy đều khiến cho họ được toại tâm mãn nguyện, vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Bồ Tát ôm ấp 10 tâm nguyện này hành nghiệp lành bố thí. Chánh văn:
Khi Đại Bồ Tát bố thí như vậy thì tâm của Ngài thanh tịnh, vì độ tất cả các chúng sinh, vì được 10 lực Bồ Đề, vì nương vào đại nguyện mà tu hành, vì muốn an trụ Bồ Tát Đạo, vì muốn thành tựu nhất thiết trí, vì không bỏ lìa thệ nguyện xưa. Đem các căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm Kim Cang Tạng. Tất cả núi Kim Cang và núi Thiết Vi đều không thể phá hoại được. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm Kim Cang với tướng chữ vàng trang nghiêm, được tâm không thể lay động, được tâm không sợ hãi, được tâm lợi ích thế gian thường vô tận, được tâm đại dũng mãnh tràn trí huệ tạng. Giảng giải: Đại Bồ Tát, khi Ngài bố thí tim của mình cho người đến xin thì tâm của Ngài rất thanh tịnh tự tại, tơ hào không tạp niệm, vì Ngài muốn độ tất cả chúng sinh, lại vì muốn chứng được Bồ Đề giác đạo, nhập vào quả vị của Phật, lại vì đương vào đại thệ nguyện thuở xưa Ngài đã phát mà tu đại bố thí này, lại vì an trụ vào quả vị Bồ Đề giác đạo, không có tâm thối chuyển, lại vì hy vọng diệu trí viên mãn, thành tựu trí huệ thù thắng, cũng không muốn xả bỏ lìa đại thệ nguyện của mình đã phát, vì cứu chúng sinh, chẳng tiếc tất cả, nhất định muốn hoàn thành thệ nguyện của mình, mà bố thí tim của mình cho chúng sinh. Bồ Tát đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập, đối với chúng sinh hồi hướng như vậy. Ngài nói, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được tâm kiên cố như kim cang, dù có dùng thế lực của tất cả núi Kim Cang và núi Thiết Vi, cũng không thể nào phá hoại được chánh niệm của Ngài. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm Kim Cang với tướng chữ vàng trang nghiêm, biểu thị vạn đức cát tường, mà nhập vào trí huệ lại khế hợp với pháp tính chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm tín nguyện kiên định, chẳng bị dị luận của thiên ma ngoại đạo mà lay động, lại đắc được tâm không sợ hãi đối với bất cứ cảnh giới gì, lại đắc được tâm hằng thường chỉ biết lợi ích cho thế gian, lại đắc được tâm đại dũng mãnh tràn đại trí huệ tạng. Chánh văn: được tâm kiên cố tràn như Na La Diên, được tâm không thể cùng tận như biển chúng sinh, được tâm Na La Diên tạng không thể phá hoại được, được tâm diệt trừ các chúng ma nghiệp ma quân, được tâm không sợ hãi, được tâm đại quay đức, được tâm thường tinh tấn, được tâm đại dũng mãnh, được tâm không kinh hãi, được tâm áo giáp kim cang, được tâm các Bồ Tát tối thượng, được tâm thành tựu Phật Pháp Bồ Đề Quang Minh, được tâm thành nhất thiết trí, ngồi dưới cội Bồ Đề, an trụ tất cả chánh pháp của chư Phật, lìa các mê hoặc, được tâm thành tựu 10 lực. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí tim, vì khiến cho chúng sinh chẳng nhiễm thế gian, đầy đủ tâm 10 lực của Như Lai. Giảng giải: Bồ Tát lại hy vọng chúng sinh đắc được tâm kiên cố giống như tràng Na La Diên, lại đắc được tâm đại từ bi vô cùng vô tận, nhiều giống như chúng sinh, thâm sâu vô lượng không đáy như biển cả, hạnh bố thí chẳng cùng tận, lại đắc được tâm pháp tính Na La Diên, không vật gì có thể phá hoại được, lại đắc được tâm đại dũng mãnh, có thể tiêu diệt được tất cả nghiệp ma, có thể phá trừ hết thảy ma quân, lại đắc được tâm chân lý không sợ hãi, lại đắc được tâm bình đẳng từ ái có oai đức, khiến cho người cung kính mà lại thích phục tùng, lại đắc được tâm luôn luôn biết tinh tấn tu trì chánh pháp, lại đắc được tâm dũng mãnh cứu hộ tất cả chúng sinh, chẳng tiếc hy sinh thân mình, lại đắc được tâm định không kinh sợ, cũng chẳng động thanh sắc, lại đắc được tâm tinh áo giáp kiên cố như kim cang, lại đắc được tâm từ bi thanh tịnh giống như các Bồ Tát, lại đắc được tâm trí huệ thành tựu pháp của Phật nói và viên mãn giác đạo, lại đắc được thành tựu tâm đại trí huệ,
ngồi ở dưới cội bồ đề, an trụ trong chánh pháp của chư Phật, lìa khỏi hết thảy nhiễm ô điên đảo và tất cả dụ hoặc không chánh đáng, lại đắc được thành tựu tâm 10 thứ lực đại quay thần. 12 thứ tâm tối thắng ít có đó là khi Đại Bồ Tát Bố Thí Tim đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập hồi hướng cho chúng sinh, vì hy vọng chúng sinh đều không ô nhiễm những bao bệnh không thanh tịnh của thế gian, có thể viên mãn đầy đủ 10 thứ tâm quay thần lực. Cho nên